Dạ vâng, Sóc Âm Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em Đạt Trần mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi cũng như cập nhật những video, những sản phẩm mới nhất, cũng như là không bỏ qua bất cứ những cái sản phẩm, những cái báo giá nào của bên em. Hôm nay ngày thứ bảy, ngày cuối tuần, em lên sóng cho các bác một cặp loa rất là khủng, siêu mới và cực kỳ là đẹp luôn. Các bác chơi loa bãi luôn mong muốn tìm cho mình một cặp loa chất bãi nhưng mà phải đẹp, zin, chất âm hay và giá thành hợp lý. Loa bãi mà đẹp như vừa mới sản xuất, cái điều đó là điều khó. Khó nhưng không phải là chúng ta không tìm được. Và cái model ngày hôm nay bên em giới thiệu đầy đủ, hội tụ đầy đủ những cái tiêu chí mà các bác đang tìm kiếm. Cặp loa Sansui FP8700, một cặp loa khủng long bạo chúa, hàng về còn rất đẹp, chỉ thiếu cái hộp xốp là đẹp như mới luôn. Cặp này với cấu hình bát 40, bát 43 chứ không phải 40 các bác, một bát 43, một loa mít giấy, một loa mít kèn và ba loa siêu chép. Cấu hình rất khủng. Tổng cộng thì em nó có tới 6 loa trên mặt thân thùng. Và cặp loa này thì thiết kế với lưới e căng, mắt cáo đặc trưng của các cái dòng loa Sansui cổ, sản xuất được ra đời vào những cái năm cặp loa được ra đời vào những năm của thập niên 80. Thiết kế với lưới e căng cổ, mắt cáo đặc trưng của dòng Sansui. Và cái lưới này nó đã được cải tiến rất là nhiều so với những cái cặp loa được đi trước. Những cặp loa sản xuất thập niên 70 thì cái lưới của nó không được đẹp và sạch sẽ như này. Tem của nó đã được cải tiến bằng tem đồng và nó làm khá là điệu đà. Đấy, chi tiết từng họa tiết nhá, từng họa tiết thể hiện một cách chi tiết và sắc sảo. Phía bên trong có lót một cái lớp vải chống bụi và các cái chấu này nó đã làm rất hiện đại và thông minh. Chấu này là một tác dụng như một cái chốt cắm, thì các bác cắm vào là rất là chặt, nó không phải bắt ốc như các cái thế hệ trước. Đấy, bắt ốc thì nó sẽ chảy trợt ra, nhưng không, cái này thì rất là hiện đại rồi. Đấy, cả hai chiếc e căng còn rất là đẹp cũng như là zin nguyên bản. Đây, đấy là cái phần e căng. Đây, em đã quay xong cái phần e căng. Đó. Và tiếp theo thì cặp loa này mới như thế nào thì mời các bác chúng ta cùng tiến lại gần. Đầu tiên là phần thùng vách của cặp loa. Em nó thiết kế với vỏ màu vân gỗ đẹp, sang trọng, màu nâu vân gỗ. Thùng vách góc cạnh còn rất là đẹp, không bể lở, không chảy trợt gì cả. Tiếp theo là đến phần tuyến loa, cấu hình loa. Cái này mới là cái điều quan trọng, cái này mới là cái điều đáng nói thưa các bác. Cặp loa này nó sở hữu một loa bát đường kính 43 cm. Đây, loa bát 43 cm, các bác thấy không ạ? Một cái găng tay của em chưa hết được nửa con bát. Bát này nó sở hữu cái màng giấy, màng sóng, rốn của nó được khắc các cái họa tiết rất là đẹp. Nhà sản xuất đã đưa vào đây rất là nhiều tâm huyết, gân được đúc liền màng thành một thể thống nhất. Gân còn ướt nhẹp, đây là gân tẩm dầu các bác nhé, gân xếp tẩm dầu, sờ vào vẫn còn ướt. Sau bao nhiêu năm em nó vẫn còn ướt át như thế này, chứng tỏ độ rin của nó còn cực kỳ cao, rin nguyên bản. Và các bác để ý cho em, toàn bộ các cái ốc loa này chưa một lần tháo khỏi phối thùng, chưa một lần chạm tô vít thì nó mới còn được đẹp và chất lượng như thế này. Đây, các bác nhìn các cái ốc loa cho em, rất là đẹp. Tiếp theo thì em giới thiệu đến cái phần loa mít. Loa mít này có đường kính 16,5, màng giấy rốn màu trắng bạc, các cái ốc còn rất là đẹp, gân dập liền màng được đúc liền thành một thể thống nhất, rất là bền. Đây là chép kèn ba lá, ba siêu chép được xếp thẳng hàng nhau, model SP8700. Em này đúng là chỉ thiếu cái hộp xốp thôi là thành loa mới, và chưa từng gặp con nào đẹp như thế này. Ở đây có một vi tinh chỉnh, chúng ta có 3 chế độ nghe. Natural là chế độ tự nhiên này, shop 1, shop 2. Hiệu ứng âm thanh nó đã thay đổi đi rồi thưa các bác. Đó, phần tuyến loa đã xong, em đã giới thiệu xong. Thùng vách đây. Và xem phía sau của em nó thì nó có cái gì. Phía sau của em nó thùng còn rất là đẹp,
không bể lở cũng như không chảy trợt gì, và đặc biệt em này còn nguyên tem khai sinh. Nguyên tem khai sinh model SP8700. Em sẽ phóng ra rất là nhiều các cái chữ tiếng nước ngoài, nhưng em sẽ chỉ đọc các cái thông số cơ bản cho các bác được biết thôi. Ở đây này, có hướng dẫn chúng ta các cách đấu nối, kết nối thế nào là đúng, thế nào là sai. Đó. Và một số các cái thông số về cặp loa nó in ở đây, nhà sản xuất đã in ở đây, chúng ta có thể dễ dàng đọc được. Bát 43. Một bát 43, một loa mid 16, một loa, đây là loa chép, một loa chép kèn và ba loa siêu chép nằm ở đây. Công suất là 220W trở kháng 8 ohm, và độ nhạy lên tới 99 dB, và độ nhạy lên tới 99 dB, rất là khủng long. Cặp loa này kích thước là chiều cao 69, chiều rộng 47 và chiều sâu là 30 cm, rất là đẹp. Mọi thông số thì nhà sản xuất có in ở đấy. Tiếp theo thì em quay tiếp chiếc loa bên này cho các bác xem độ đẹp, độ zin, độ chất lượng, các bác khỏi phải bàn luôn. Đây, các bác xem mẫu em, tất cả tuyến loa đẹp như vừa sản xuất luôn. Đấy, em ngửa hẳn ra em quay để các bác có thể nhìn thấy một cách chi tiết. Toàn bộ các ốc chưa một lần tháo khỏi khối thủng, gân còn ướt nhẹt. Các bác ở xa hoàn toàn yên tâm để các bác chốt hàng. Clip này em sẽ quay hơi kỹ một chút, mong các bác thông cảm. Các bác quan tâm đến sản phẩm thì các bác bỏ thời gian ra để các bác theo dõi. Và nhiều bác thì comment một cách hết sức là thiếu văn minh, và vào cái là đòi báo giá ngay. Các bác chỉ có quan tâm đến giá thôi, còn các bác không quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Bên em chỉ có báo giá ở giữa clip hoặc là một lúc. Thì thực sự các bác nào đang quan tâm đến sản phẩm, các bác bỏ thời gian ra các bác xem và các bác sẽ nắm được giá. Còn các bác nào thì vào một cái là ra ngay thì các bác không biết được giá. Phía sau em này còn rất là đẹp, tuy nhiên tem giấy nó bị rơi rồi thưa các bác nhé. Cái đấy thì không sao cả, đây phần cọc loa. Vâng, thưa các bác là vừa vào xem xong, xem được 30 giây đến 1 phút thì làm sao mà nắm được giá. Tất cả các clip bên em đều có báo giá công khai. Tuy nhiên các bác phải dành thời gian xem và lắng nghe thì chúng ta sẽ thấy được giá. Và không phải là bên em chỉ có báo giá một lần, mà trong một clip bên em báo giá ít nhất phải 3 lần. Thì căng lại còn rất là đẹp, và chưa cặp nào em quay kỹ như cặp này. Vâng, và em Đạt Trần xin được công bố mức giá của cặp loa Sansui SP8700, cặp này với mức giá 16 triệu đồng. Sau Đạt Trần, địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bên em ship hàng toàn quốc. Giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship từ các bác, 16 triệu đồng cho cặp Sansui SP8700. Công suất là 220W cho một thùng. Công suất là 220W cho một thùng. Độ nhạy 99 dB, vô cùng là dễ dàng phối ghép với các loại âm ly từ các bác. Chất âm của nó thì tiếng trầm, uy lực, trung âm sáng, rõ, chi tiết và giản chép, bông tơi, nghe được nhiều thể loại nhạc. Đặc biệt những cái thể loại nhạc vàng, thể loại nhạc nhẹ nhàng, chi tiết, thể loại nhạc không lời. Và nhạc cổ, nhạc xưa em nó đáp ứng rất là tốt. Vâng, và em xin được test một chút nhạc để mời quá chúng ta cùng thưởng thức chất âm của cặp loa này. Bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là gọi ta.
sảng khoái, bật tung năng lượng, xuất phát. Thiếu sức mạnh bứt phá, chịu rồi, cạn kiệt năng lượng. Ai, bỏ cuộc thôi. Đừng lo, hãy uống nước tăng lực Number One chân, rất sảng khoái. Nước tăng lực Number One dâu, uống trào sảng khoái, bật tung năng lượng. 1, 2, 3, let's go. Sức mạnh bứt phá, năng lượng dài lâu, tạo khoảnh khắc không tưởng chiến thắng mọi thủ. Chiến thắng rồi. Nước tăng lực Number One chân dâu, uống trào sảng khoái, bật tung năng lượng. Uống Number One chân và dâu, chúng như tiên như tiên. Equivex Tibo T9, the best just got better. Địa chỉ bên em phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thưa các bác. Bên em có ship hàng toàn quốc, giá bán sản phẩm không bao gồm phí ship. Với một mức giá 16 triệu đồng, các bác nào có nhu cầu hãy nhanh tay nhấc máy alo cho em để đặt hàng. Số máy 0983586968. Sắp đặt trần, địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. À, bên em đang kết hợp cùng với chiếc âm ly Sansui Quirix 6500. Các bác nào quan tâm sản phẩm này mới có alo cho em. Chiếc âm ly có giá bán 18 triệu đồng. À, và bây giờ test trên nguồn nhạc chiếc đầu băng cối, mời các bác chúng ta cùng thưởng thức. À, bên em sẽ test trên chiếc đầu băng cối Tech A4300 dòng Automatic Reverb. À, chiếc đầu băng cối có giá bán 9.300.000 đồng. Mời các bác chúng ta cùng thưởng thức. Tình cờ gặp nhau ngỡ như mình. Em đang test trên chiếc đầu 4300. Chuyện gần chuyện xa
dòng này thì automatic 2 chiều luôn, 9.300 là đồng. Mưa gió phố nhỏ càng buồn thêm. Chạy được cả 2 chiều. Máy rất là đẹp, cũng mới chỉ thiếu hộp lốp. Ruột gan sắt xi 7 màu. Tôi lắng tiêu điều. Đường khơ vắng điều vân tay bao hương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay buồn các bác thấy không ạ, rất là đẹp. Máy này thuộc hệ hoa hậu luôn. Hai hồi vũ còn đẹp xuất sắc bóng loáng, mặt mũi không còn vết chảy. Và em này sắt xi 7 màu. Đêm tiếp đêm nhớ mong đã cách xa. Đấy, tiện em quay luôn trước đầu bằng cối, các bác nào đang quan tâm hãy nhanh tay alo cho em. 9.300.000 đồng. Đêm nào trốn đây ta dìu nhau theo ngôn ngàn lời thơ. Chờ mong đêm im cả loa thể hiện trên nguồn nhạc băng cối cũng rất xuất sắc ạ. Trần cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video clip ngày hôm nay. Hôm nay thì sản phẩm chính em muốn giới thiệu đến các bác là cặp loa Sansui SP8700. Cặp loa này thì với cái mức giá rất là tốt, 16 triệu đồng cho em hàng xuất sắc, mới chỉ thiếu hộp xốp. Các bác nào có nhu cầu thì mời các bác hãy alo trực tiếp cho em số máy 0983586968. Sau đặt Trần, địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, ship hàng đi toàn quốc. Ngoài ra thì bên em có chiếc âm ly Sansui QR6500, chiếc âm ly này với công suất là 470W, chạy 8 sò, đa cầu điện. Chiếc âm ly có giá bán 18 triệu. Kết hợp với chiếc đầu băng cối Tech A4300 Auto Reverse có giá bán 9.300.000 đồng. Các bác nào có nhu cầu mua sắm bất cứ sản phẩm nào hãy alo trực tiếp cho em. Xin chào và hẹn gặp lại.